kính thưa quý vị, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Trần Xuân Nhị, nguyên bí thư đảng ủy, thay mặt các đồng chí lãnh đạo địa phương qua các thời kỳ lên phát biểu ý kiến. Kính thưa đoàn chủ tịch, kính thưa các vị khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân, hôm nay đảng bộ và nhân dân ta long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày có tên xã Diễn Nguyên. Trong điều kiện sống một cuộc sống thanh bình, đời sống vật chất, tinh thần tương đối đầy đủ, đất nước ta đang đổi thay, quê hương ta thật sự đang đổi mới gấp nhiều lần so với những ngày đầu có tên xã Diễn Nguyên. Trong giờ phút thiêng liêng này, chúng ta vui tủi tưởng nhớ những đảng viên cán bộ trung kiên chiến đấu hy sinh vì mục tiêu lý tưởng của đảng trong hai cuộc kháng chiến thần thánh. Lớp lớp cha ông chúng ta và nhân dân ta hăng hái thi đua lao động sản xuất, thắt lưng buộc bụng dành dùm lương thực thực phẩm cho chiến trường, với tinh thần tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, còn sống lại để chứng kiến sự đổi thay của quê hương đất nước. Những thành tựu to lớn gấp trăm gấp chục lần của 60 thập kỷ trôi qua, chúng tôi nghĩ rằng trước hết thuộc về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, đồng thời thuộc về các anh hùng liệt sĩ và lớp lớp cha ông chúng ta đã chiến đấu hy sinh cho độc lập tự do, cho cuộc sống ấm no hạnh phúc. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể nhân dân, chúng ta cũng rất đáng trân trọng những bước tiến vượt bậc gần 30 năm thực hiện được sự nghiệp đổi mới do đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Các thế hệ tiếp theo đã phát huy truyền thống cha ông, đoàn kết một lòng, đảng trong ý dân, dân trong ý đảng, thông minh, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, đưa các nghị quyết của đảng vào cuộc sống. Hệ quả hôm nay, cơ sở vật chất hạ tầng tương đối đầy đủ và khang trang, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng tăng cao. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể nhân dân, với truyền thống vẻ vang của đảng bộ Diễn Nguyên, con người Diễn Nguyên quyết không chịu đói nghèo, vượt mọi khó khăn thách thức để hướng tới tương lai. Thay mặt lời các đồng chí cán bộ lãnh đạo thế hệ là những người đi trước và nhân danh cá nhân tôi tin tưởng và đặt niềm hy vọng vào thế hệ trẻ, từ cán bộ lãnh đạo đến các ngành của cả hệ thống chính trị, đoàn viên, thanh niên, các cháu thiếu niên và nhi đồng, cùng toàn thể nhân dân ta đoàn kết một lòng, siết chặt tay nhau viết tiếp những trang sử vẻ vang cho những thập kỷ tiếp theo. Một lần nữa, xin kính chúc các đồng chí đại biểu, kính chúc toàn thể nhân dân lời sức khỏe dồi dào và thành đạt. Tôi xin chân thành cảm ơn. Xin cảm ơn bài phát biểu cảm tưởng của đồng chí Trần Xuân Nhị, nguyên bí thư đảng ủy, đại diện cho các đồng chí lãnh đạo địa phương qua các thời kỳ. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể nhân dân, thưa đồng bào, đồng chí, hôm nay xã nhà chúng ta tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm có tên gọi Diễn Nguyên. Con em quê hương đang công tác, học tập và sinh sống trên khắp mọi miền đất nước đã trở về chung vui ngày hội. Trong thời khắc quan trọng này, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phan Huy Thanh, nguyên Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc,
hiện nay là chủ tịch hội đồng quản trị công ty phát triển đô thị thành phố Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng, đại diện cho con em xa quê hương về dự lễ lên tặng quà và phát biểu ý kiến. Xin trân trọng kính mời. Xin kính thưa đồng chí giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch của tỉnh Nghệ An, thưa đồng chí Hồ Văn Bày, Phó Bí thư Huyện ủy, kính mến, thưa các đồng chí Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, Chủ tịch Mặt trận và các ban ngành, quý mến, kính thưa toàn thể chiến sĩ và nhân dân Thiện Nguyên, quý mến, hôm nay chúng ta kỷ niệm 60 năm ngày hình thành và phát triển của xã Thiện Nguyên. Chúng tôi là những người con xa quê đi khắp mọi miền Tổ quốc về công tác học tập. Trong đó có 33 hộ một năm 1993 vào lập nghiệp trên quê hương mới thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Tính đến nay đã 30 năm, một chặng đường tương đối dài, được thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc và ban ngành giúp đỡ, anh chị em quê hương đồng viên nhau vượt qua bao khó khăn. Từ thuở bắt đầu còn thiếu ăn ở những căn nhà tạm, nhưng với truyền thống và tinh thần nghị lực, đến nay các gia đình đã có cuộc sống ổn định, nhiều gia đình khá lên, có diện tích từ 1 đến 5 hecta chè, cà phê, châu tầm, mua sắm tiện nghi khá đầy đủ, con em làm cán bộ, giáo viên, làm chủ doanh nghiệp, làm các ngành nghề. Thưa quý vị đại biểu, trong 30 năm ấy, một số bà con đã tiếp bước vào thành phố Bảo Lộc và sinh sôi nảy nở. Đến năm hôm nay đã có 120 hộ, gần 500 khẩu là bà con Thiện Nguyên trên đất Bảo Lộc. Có thể nói đây là Thiện Nguyên thu nhỏ. Được kết quả như ngày nay cũng nhờ sự giúp đỡ của cán bộ, nhân dân xã Thiện Nguyên thân yêu, mà vùi đầu phải kể đến đồng chí Phan Huy Lộc, Bí thư Đảng ủy, đồng chí Đàm Minh Tôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, đồng chí Ngô Sĩ Hành, đương kim Bí thư Đảng ủy, đồng chí Cao Xuân Mai, Chủ tịch Ủy ban xã, và đồng chí Phúc, Chủ tịch Mặt trận, và các đồng chí trong Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các ban ngành đoàn thể, các doanh nghiệp hết lòng quan tâm giúp đỡ, tận tình như anh em ruột thịt một nhà. Thưa quý khách và đồng bào, tuy ở xa nhưng chúng tôi luôn luôn tự hào với quê hương yêu dấu. Từ một xã nghèo đồng chiêm trùng đến nay đã trở thành một xã bề thế khang trang, đời sống nhân dân ấm no và hạnh phúc. Đó là niềm tự hào, là niềm cổ vũ lớn lao cho những người con xa quê. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm hình thành phát triển của xã, tôi xin góp một vài ý kiến nhỏ. Một là Thiện Nguyên ngày nay đường xá lớn hơn trước, một gia đình có tường rào bao che trông bề thế, nhưng cây xanh lùi che so với xưa kia là phẳng bóng. Tôi đề nghị xã nên quy hoạch trồng cây lâu năm bên đường, từng gia đình trồng cây trong vườn, tạo ra một làng xã xanh sạch đẹp. Hay là hướng dẫn đồng viên nhân dân làm nhà tắm ô vết cách xa chuồng trâu chuồng bò, chuồng lợn cho phù hợp với vệ sinh, tiến tới xóa dần phố xích khẩu. Thứ ba là phát động nhân dân không xả thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu trên kênh mương chính và trên dòng sông để ngăn ngừa bệnh ung thư và các bệnh khác. Chính sự văn minh từ môi trường là cuộc sống, là một trong những động lực quan trọng để đánh thức tư duy kinh tế nhằm đưa Thiện Nguyên ngày càng phát triển. Kính thưa quý vị điều, nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập xã, cho phép tôi thay mặt những người con xa quê xin chúc sức khỏe các vị đại biểu và toàn thể nhân dân mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Xin chân thành cảm ơn. Và nhân dịp này thì chúng tôi là công ty công trình đô thị Bảo Lộc và những người đồng hương Thiện Nguyên có một bức tranh nhũ đá để tặng xã Thiện Nguyên. Bức tranh đó nó mang màu xanh của quê hương Lâm Đồng, đồng chè, cà phê, châu tầm và đồng thời những nhà phố để hiện thành phố Bảo Lộc.
Thứ hai là thay mặt công ty công trình đô thị cùng tặng một lẵng hoa và một thiệp thư. Ba là mời tôi thay mặt ông Phan Trung Lương tặng lẵng hoa và một thiệp thư. Thì kính xin mời các đồng chí đảng ủy và ủy ban nhân dân hạ lên và tôi xin thay mặt cho công ty và hội đồng viên xin tặng. Thưa quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể nhân dân, ban tổ chức rất cảm động trước những lời phát biểu tâm huyết của đại diện những người con xa quê hương đang học tập, sinh sống và công tác trên khắp mọi miền đất nước. Đặc biệt là bác Phan Huy Thanh đã phát biểu và căn dặn đồng bào, đồng chí chúng ta một số nội dung hết sức là thiết thực và quý báu. Thì chúng tôi rất cảm động trước những tấm lòng của bà con Lâm Đồng, vì lý do xa xôi nên không thể về được. Bác đại diện về có lời phát biểu và tặng quà cho quê hương. Xin chân thành cảm ơn bác. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể nhân dân, thưa đồng bào, đồng chí. Nhân dịp xã Diễn Nguyên tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập, là cơ quan lãnh đạo trực tiếp mọi phong trào của Đảng bộ và nhân dân ta trong suốt 60 năm qua. Hôm nay, trong buổi lễ trọng thể này, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Hồ Xuân Bảy, Phó Bí thư Huyện ủy Diễn Châu, thay mặt cho Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành cấp huyện lên trao tặng bức chướng cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Diễn Nguyên. Sau đó sẽ có ý kiến phát biểu chỉ đạo. Chúng tôi xin trân trọng kính mời đồng chí Ngô Sĩ Hạnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, đồng chí Cao Xuân Mai, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân lên vị trí danh dự để đón nhận. Đề nghị toàn thể quý vị đại biểu nhân dân chúng ta nhận được cảm ơn và chúc mừng. Kính thưa đồng chí Cao Đăng Vĩnh, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch. Kính thưa các vị lão thành cách mạng. Kính thưa các vị khách quý cùng toàn thể nhân dân xã Diễn Nguyên. Hòa chung trong không khí sôi nổi của cả nước đang tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Diễn Châu nói chung, Diễn Nguyên nói riêng hân hoan vui mừng khi xã nhà long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập xã. Thay mặt lãnh đạo huyện, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng gửi tới quý vị đại biểu, các đồng chí cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Diễn Nguyên lời chào kính trọng, lời kính chúc sức khỏe và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, nhắc đến Diễn Châu, vùng đất địa linh nhân kiệt, chúng ta không thể không nhắc đến xã Diễn Nguyên, quê hương giàu truyền thống cách mạng. Ngay từ những ngày đầu thành lập Đảng, nơi đây đã có chi bộ lãnh đạo Đảng, quần chúng nhân dân nhất tề đứng dậy lật đổ chế độ phong kiến, lập nên chính quyền mới. Với khí thế sôi sục cách mạng, người dân Diễn Nguyên cùng hòa mình chung sức, đồng lòng quyết tâm cùng nhân dân cả nước tiến hành công cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, hòa bình lập lại. Cả nước bước vào công cuộc hàn gắn vết thương chiến tranh. Trong hoàn cảnh khó khăn chung, lúc bấy giờ lớp lớp cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Diễn Nguyên một lòng quyết tâm đồng cam cộng khổ, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, xây dựng quê hương. Một trong những công trình đánh dấu sự nỗ lực của địa phương thời điểm đó là công trình trường học cấp 3 khang trang, được xây dựng bằng sức mạnh nội lực và lòng dân. Niềm vui như được nhân đôi khi năm 1979, quê hương Diễn Nguyên vinh dự được đón Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn về thăm. Phát huy truyền thống đó, trải qua gần 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng, từ một xã nghèo, đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, Diễn Nguyên đang chuyển mình mạnh mẽ trên con đường phát triển và hội nhập. Đảng bộ 15 năm liên tục được xếp Đảng bộ trong sạch vững mạnh,
xã Thường Xuyên đạt xã tiên tiến về giáo dục và là xã tốt đầu của 4 xã. Năm 2004 được công nhận xã chuẩn quốc gia về y tế. Đến năm 2005, Diễn Nguyên đã xây dựng thành công nhà máy nước, nhân dân đã được dùng nước sạch, hệ thống cơ sở hạ tầng, đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, diện mạo nông thôn ngày một khởi sắc, an sinh xã hội được đảm bảo, hệ thống chính trị được xây dựng củng cố phát triển toàn diện. Sự trưởng thành và phát triển của địa phương Diễn Nguyên đã góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của huyện nhà, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Với những thành tích 60 năm, Đảng bộ và nhân dân Diễn Nguyên đã được các cấp các ngành từ trung ương, tỉnh, huyện đánh giá cao với nhiều phần thưởng cao quý. Thay mặt lãnh đạo huyện, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương sự nỗ lực phấn đấu mà Đảng bộ và nhân dân xã Diễn Nguyên đã đạt được trong suốt chặng đường 60 năm qua. Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập xã là dịp để chúng ta ôn lại truyền thống hào hùng, vẻ vang của quê hương, đồng thời biến niềm tự hào đó thành sức mạnh tổng lực của toàn Đảng bộ và nhân dân, để từ đó tiếp tục phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng an ninh vững mạnh, tích cực tập trung đầu tư phát triển văn hóa, chăm lo tốt hơn nữa đối với sự nghiệp giáo dục, đáp ứng kịp thời sự phát triển xã hội, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu nghị quyết của Đảng các cấp và đặc biệt là nghị quyết của Đảng bộ xã Nghĩa Nguyên khóa 88 đề ra. Trong giai đoạn phát triển mới với muôn vàn khó khăn, thử thách nhưng không ít thời cơ và thuận lợi, tôi đề nghị trong thời gian tiếp theo, Diễn Nguyên chúng ta tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thường xuyên chăm lo công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, triển khai tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp, nhất là thực hiện có hiệu quả nghị quyết Trung ương 4, một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay gắn với đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhằm xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, luôn là đơn vị xuất sắc, tập trung chỉ đạo thắng lợi chủ trương dồn điền đổi thửa gắn với xây dựng nông thôn mới, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nâng cao đời sống cho nhân dân, tiếp tục phát huy dân chủ và sức mạnh nội lực để xây dựng quê hương phát triển xứng tầm với tiềm năng vị thế là điểm sáng của huyện trên tất cả các lĩnh vực. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, tự hào với truyền thống 60 năm đoàn kết xây dựng và phát triển, tôi tin tưởng rằng Đảng bộ và nhân dân xã Diễn Nguyên sẽ tự tin, vững vàng, quyết tâm bước vào thời kỳ mới, hướng tới xây dựng xã Diễn Nguyên giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xứng đáng với vùng quê giàu truyền thống cách mạng trên quê hương Diễn Châu anh hùng. Cuối cùng, thay mặt lãnh đạo huyện, tôi xin cảm ơn và kính chúc các đồng chí, các quý vị đại biểu và toàn thể nhân dân lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Ban tổ chức xin chân thành cảm ơn ý kiến phát biểu của đồng chí Hồ Xuân Bảy, Phó Bí thư Huyện ủy. Và ngay sau đây xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Ngô Sĩ Hạnh thay mặt cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Diễn Nguyên lên có lời đáp từ. Kính thưa các vị khách quý, quý vị đại biểu, cán bộ và toàn thể nhân dân xã nhà, lễ kỷ niệm 60 năm thành lập xã Diễn Nguyên là một sự kiện chính trị quan trọng và đầy ý nghĩa, nhằm ôn lại truyền thống lịch sử, thử thách gian truân nhưng rất đổi vinh quang và tự hào trong quá trình xây dựng và phát triển quê hương. Hôm nay chúng ta vinh dự được đón tiếp đồng chí Cao Đăng Bình, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Văn hóa, cùng các đồng chí trong đoàn đại biểu ban ngành cấp tỉnh, đồng chí Hồ Xuân Bảy, Phó Bí thư Huyện ủy, cùng các đồng chí thay mặt cho Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện ủy, công an, viện cảnh sát và các phòng ban ngành cấp huyện, cùng nhiều vị khách quý, quý vị đại biểu, những người con xa quê hương về dự lễ, đặc biệt là sự hiện diện đồng chí Hồ Xuân Bảy thay mặt cho huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Diễn Châu phát biểu trước buổi lễ, đồng thời đã trao tặng bức tượng
cho cán bộ và nhân dân xã Chính Nguyên 60 năm xây dựng và trưởng thành. Lãnh đạo huyện đã ghi nhận những thành quả mà đảng bộ và nhân dân xã Chính Nguyên đã đạt được trong 60 năm qua, đồng thời chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm và một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện nhằm tiếp tục phát triển xây dựng xã Chính Nguyên vững mạnh toàn diện. Đảng bộ và nhân dân xã nhà Nguyên trân trọng và cảm ơn linh hồn sâu sắc bài phát biểu của đồng chí. Kính thưa quý vị đại biểu và toàn thể nhân dân, tự hào và noi gương học tập các thế hệ đi trước, trong 60 năm qua dưới sự lãnh đạo của huyện ủy Trần Châu, đảng bộ nhân dân xã Chính Nguyên đoàn kết thống nhất, khắc phục mọi khó khăn, vươn lên luôn hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ chính trị, góp phần trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước. Trong chặng đường lịch sử chiến đấu xây dựng và phát triển, quê hương ta đã đạt được nhiều thành tích đáng trân trọng về kinh tế, xã hội, hạ tầng nông thôn, nhất là cơ sở ba trường học, nhà máy nước. Đặc biệt hiện tại toàn dân đã thực hiện cuộc cách mạng về dồn điền đổi thừa, đổ đường bê tông nông thôn, một diện mạo mới của một nông thôn mới đang từng ngày đổi thay.